rộng làm những việc phúc thiện, tích âm đức thấu tận lòng trời. Giảng rộng. Trong văn trước, từ chỗ chưa từng bạo ngược với dân, đến đây là năm câu, đều nói những việc mà đế quân đã làm, tích tụ âm đức, nhưng thật ra không thể nào kể hết được, nên dùng hai chữ rộng làm là để nói khái quát hết thảy. Nguyên bản dùng chữ âm chất, nguyên có xuất xứ từ Thiên Hồng Phạm trong sách Thượng Thư. Căn cứ theo chú thích của Sái Tầm đời Tống thì đó là những việc đã mặc định, nghĩa là trong chỗ u mặc âm thầm có người không thấy không biết, nhưng đã có sự âm thầm định đoạt quyết định sự việc phải như thế. Nhưng theo nghĩa ấy thì không thích hợp với câu văn ở đây, mà nên hiểu nghĩa là âm đức mới đúng. Chính theo ý này của tiên sinh An Sĩ mà khi việc dịch, chúng tôi cũng thường dịch theo nghĩa âm đức, rất hạn chế dùng lại chữ âm chất như nguyên bản. Nguyên bản dùng chữ thương khung, nghĩa là cao xanh, để chỉ trời cao. Chữ thương nói về màu sắc, chữ khung nói về sự cao rộng. Nếu nói theo màu sắc, như cung điện mà chư thiên ở thì hợp với chữ thương, vì trong kinh nói là có màu lấp lánh như ngọc lưu ly xanh. Nếu nói theo hình thể đo lường cao rộng thì hợp với chữ khung, vì dưới tầng trời Đao Lợi quả thật cách mặt đất chúng ta đến 84.000 do tuần. Trưng dẫn sự tích. Làm vị quan tốt ở Thanh Hà. Đế quân kể rằng, ta từ sau khi lìa bỏ đường ác. Ý nói từ sau khi đế quân được gặp Phật, nghe Pháp. Sinh ra tại nước Triệu, làm con trai Trương Vũ, được đặt tên là Trương Huân. Sau trưởng thành, làm huyện lệnh Thanh Hà. Ta từ lúc làm quan luôn giữ tâm sáng suốt, khoan hậu nhân từ, không nỡ xem thường kẻ dưới, đối với thuộc cấp như bạn hữu, đối với dân chúng như người thân trong gia đình. Thuộc cấp có điều sai trái lầm lạc, ta giúp sửa đổi cho chính đáng. Đối với người lười nhác giải đãi thì dùng lời khích lệ khuyên bảo. Đối với người thô lỗ cọc cằn thì nhẫn nại dạy dỗ, khiến cho cải hối. Đối với kẻ quỷ quyệt xảo trá thì tra xét tường tận, làm rõ tất cả. Đối với kẻ so đo hơn thiệt chuyện bổng lộc thì đem đạo nghĩa ra dạy dỗ. Đối với kẻ tranh biện chê bai chuyện lễ nghĩa pháp chế thì đem lẽ tình cảm mà hiểu dụ. Đối với kẻ giặc loạn trộm cướp, ta liền làm rõ mà bắt phải bồi hoàn tiền bạc đúng mực. Đối với kẻ gây thương tổn cho người khác, ta bắt phải nhận lỗi và bồi thường thiệt hại. Đối với kẻ lần đầu phạm lỗi có thể khoan dung, ta khuyên răn rồi tha thứ. Đối với kẻ phạm tội không xuất phát từ bản tâm có thể dung thứ, ta cũng tha bổng. Cạn hết lời lẽ, dốc hết sức lực mà dạy dỗ răn nhắc mọi người noi theo đạo lý phép tắc. Nếu như xảy ra sơ suất trong việc xử án kết tội, có người vì thế chê bai là dung túng kẻ xấu, ta đều chấp nhận lắng nghe. Ta giữ chức quyền lệnh trong 5 năm, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh không phát sinh. Dân chúng mỗi khi cúng tế trời đất đều xưng tán ngợi khen ta. Lời bàn. Đời nhà Hán có nhiều vị quan tốt, nhưng liệu có ai được từ hòa, thương yêu chia sẻ nỗi khổ của dân, đau xót với nỗi đau của dân như đế quân chăng? Khảo cứu trong thư tịch ghi chép về quan lại, chỉ thấy có Trương Vũ là ông quan tà dạy hư hỏng, không thấy nói đến người con là Trương Huân làm quan đức độ. Vậy thư tịch ghi chép liệu có nên tin tưởng hoàn toàn được chăng? Đại tiên núi Tuyết Sơn. Đế quân kể rằng, ta vào triều Chu U Dương. Chu U Dương là vị vua cuối cùng của nhà Tây Chu, trị vì từ năm 781 trước công nguyên đến năm 771 trước công nguyên. U Dương bạo ngược vô đạo, mê đắm bao tử, phế bỏ thái tử và hoàng hậu. Bị cha của hoàng hậu là Thân Hầu khởi binh hợp với nước Tần và quân Khuyển Nhung kéo về đánh, phải bỏ chạy rồi bị giết ở Ly Sơn. Sau lập con trưởng của ông là thái tử Nghi Cửu lên kế vị, tức Chu Bình Dương, mở đầu nhà Đông Chu, dời Thiên Đô về phương Đông. Do Thẳng Thắn can gián mà bị bắt tội chết. Khi ấy, U Vương dẫn đế quân Thẳng Thắn can ngăn, bắt phải uống rượu độc mà chết. Chú giải của soạn giả. Hồn phách không có chỗ về, lẩn quất nơi cung điện than khóc trong 3 ngày. Vua nghe tiếng khóc cho là yêu quái, lệnh cho quan đình thị cứ nghe theo tiếng kêu khóc mà bắn tên. Khi ấy ta mới bỏ nước của U Dương mà đi, một lòng hướng về phương Tây.
ta đi qua Mân Sơn, Nga Mi Sơn, rồi rời xa đất Thục, bay vượt qua nhiều ngọn núi cao vút. Xa trông về hướng Tây, thấy có một đỉnh núi vừa cao vừa rộng, ước đến hơn trăm dặm, tuyết phủ giá lạnh. Ta không phải cảnh nơi trần thế. Núi này đã nằm về biên giới với Thiên Trúc, tức Ấn Độ, gần nước tên là Phạm Diễn Na. Pháp sư Huyền Trang từng đến nơi này. Chú giải của soạn giả: Sơn thần là Bạch Quy nói với ta, núi ấy tên là Tuyết Sơn. Xưa Đức Đa Bảo Như Lai tu hành ở đó, qua 8 năm thì thành đạo. Đức Thích Ca Như Lai từng ở núi này tu hành khổ hạnh 6 năm. Nếu nói Đa Bảo Như Lai thì tức là vị cổ Phật trước đây của hiền kiếp này, sơn thần làm sao biết được. Hơn nữa, danh hiệu của chư Phật còn tùy theo mỗi nơi một khác, chẳng giống nhau. Trong kinh có nói rằng, một danh hiệu có vô số Phật, một vị Phật có vô số danh hiệu. Do đó, chắc hẳn ở đây sơn thần nói Đa Bảo Như Lai là chỉ đến Đức Thích Ca Như Lai. Chú giải của soạn giả: Sao ông không lưu lại nơi núi ấy? Ta nghe theo lời sơn thần ở lại núi ấy. Không lâu sau, Ngọc Đế có chỉ bàn xuống, phong ta làm Tuyết Sơn Đại Tiên. Lời bàn: Đế quân chấp chưởng việc khoa bảng của nhân gian, ngang hàng với chư tiên, đều nhờ những việc làm phúc thiện thật sự thấu tận lòng trời. Chỉ riêng một việc này khác biệt, những người được Ngọc Đế ban phong đều phải nghe theo mệnh trời. Trời đã có thể ban cho vinh hiển thì cũng có thể bắt phải bần tiện. Chỉ riêng bậc tu hành xuất thế, hoặc được giảng sinh về Tây Phương Tịnh Độ, hoặc tạm tái sinh nơi các cõi trời tứ thiền thuộc sắc giới, mới có thể tự do tự tại, không phải nghe theo mệnh lệnh từ Ngọc Đế.